Chào các bạn, có bạn hỏi tôi là cái bình bông mai bị hư đường gió là hư làm sao và có thể sửa được không? Thì cái chủ đề của video clip hôm nay là nói về cái chủ đề này. Trên tay tôi là đây là cái thớt của một cái bình bông mai Trung Quốc. Đây là cái bình bông mai ký hiệu BWL. Và cái này cũng đã tháp co rồi, tức là gắn cho xe độ rim quay. Thì khi mà nói một cái bình nó bị hư đường gió thì đó là cách nói của thợ phục hồi. Nhưng mà cũng có nghĩa rằng, tức là phải hiểu một cách thoáng hơn, tức là cái bình nó canh không được nữa, và coi như bác sĩ chê rồi đó, thợ phục hồi là tuyên bố là cái này hư đường gió và không có xử lý tiếp nữa, mà coi như là bỏ bình. Đây là một cái thớt, tức là những cái linh kiện khác thì vì đây là cái bình đã hỏng rồi, thử ra là người ta lấy những cái phần linh kiện khác có thể dùng được thì người ta lấy. Thì cái đường gió của một cái bình xăng con, mà cụ thể là cái bình bông mai này á, thì là những cái đường nào? Ý là đường gió là cái đường gió vào, người ta hiểu nôm na vậy. Và đây, nếu phía bên này bắt với lại cái phía bên này bắt với cái co xăng bắt vào trong đầu kilat, thì phía bên này là cái đường gió nó sẽ đi vào phía này, vì bên đây là bắt vào boe. Thì chúng ta nhìn ở phía này, chúng ta sẽ thấy là nó có một lỗ, hai lỗ, ba lỗ. Và vì nó bắt vào boe, tức là lấy gió vào, có ba lỗ gió vào. Tương ứng với gió là phải có xăng, tại vì cuối cùng là nó hòa khí mà. Đây là bộ chế hòa khí. Bình xăng con là tên gọi nôm na, nhưng mà cái tên đúng kỹ thuật nó là bộ chế hòa khí. Và như vậy ứng với ba đường gió nó thì nó cũng có ba đường xăng. Dưới đây một đường xăng, đây hai đường xăng, đây ba đường xăng. Thì như vậy các vấn đề nó xảy ra là làm cho bình xăng không canh được là nó có thể xảy ra ở trên những cái đường gió này, và nó cũng thể xảy ra trên các đường xăng. Nhưng mà thợ thì nói là hư đường gió rồi, là nói như vậy. Thì hư đường gió thì nó có những trường hợp mà biểu hiện là có thể là nó quá dư xăng không cách nào canh được, không cách nào xử lý được, hoặc là nó quá thiếu xăng không cách nào xử lý được. Thì mình hiểu nôm na là như vậy. Thì quá dư quá thiếu thì nó có thể dẫn tới những hiện tượng hoặc là nhẹ, như là nó mất gan ti thì nó chạy, nó vẫn chạy được, gan ti nó không có. Hoặc là nặng hơn thì có thể là nó quá hao xăng, hoặc là cái ga chạy nó chạy không ngọt. Thì thường là nó hư trên đường gió nhiều hơn là vì đường xăng đó. Sao các bạn, đường xăng nó rất là ngắn, nếu phía dưới này nó là cái ly xăng ngồi đây, xăng dưới này lên, thì những cái đường xăng lên đó, nó rất là ngắn, nó lên gần như nó lên trực tiếp. Đây là chỗ này là cái con bếp chính, thì chúng ta có thể thấy đây, tôi sợ cái kẽm nó lên thẳng đây, thì cái đường xăng nó đi thẳng, nó rõ ràng minh bạch lắm mà. Thì các vấn đề ở ngay cái đường xăng của con bếp chính cũng tương đối là dễ xử lý, ví dụ nó nghẹt thì lấy ra thông vệ sinh đó. Và đây là cái đường, cái đường này là của cái con bếp phụ, là cái đường của cái mạch xăng guarantee. Thì tôi mở ra, thì chúng ta không thể xỏ sợi kẽm qua được, vì con bếp phụ cái thông số của nó, cái size của nó chỉ có 35 thôi. Cái cộng kẽm phải nhỏ hơn 35 mới xỏ được. Đây tôi xỏ qua đây. Đấy, con bếp phụ nó cũng lên thẳng luôn, và
Nếu chúng ta quan sát kỹ hơn thì chúng ta thấy là nó lên thì nó có hai cái hướng ra. Cứ soi đằng pin các bạn. Chúng ta thấy có cái lỗ ngang. Đấy, và nếu hơi soi ở phía này lên thì chúng ta thấy có ánh sáng nè. Tôi rê ra là sáng nè, tôi lấy đi là tắt nè. Đó, tức là đường đó, đường mép phụ lên là một đường. Và nó ở phía trên này, chúng ta nhìn xuống, tức là ngay mí cục ga. Nhìn xuống thì đấy, tức là chỗ bếp phụ mạch xăng ga ti nó sẽ lên, nó lên tới trên này và chẻ ra hai ngõ. Thì cho dù nó chẻ ra hai ngõ nhưng mà nó cũng rất thông thoáng và nó rất dễ quan sát. Các vấn đề ở nó đó thì không phải là vấn đề nghẹt, mà ở vấn đề khác tôi sẽ trình bày sau. Cái con cái đường gió ở đầu này vào thì các đường gió, vì nó phải đi, thứ nhất nó phải đi xa, rồi nó phải đi ngang ở ngoài đây vào để nó tiếp xúc, nó hội tụ với lại đường xăng lên, và đôi khi nó phải né lẫn nhau để nó rít rắc. Và chính vì vậy các vấn đề ở trên cái đường gió là nó nghẹt trên đường gió. Thông thường là gì, chúng ta thấy có ba đường gió Thì cái đường gió phía bên này nó đi vào chỗ cái con đó, bên này đi vào con ốc gió. Và cái đầu côn này, lên trong đây có cái lò xo. Mặc dầu tôi đã soi đèn nhưng chúng ta thấy là vì nó có một cái sự rít rắc, thành ra soi đèn cũng không có quan sát được ánh đèn. Thì đường gió này đi vào cái con ốc gió, nếu như vì lý do gì đó nó bị lỗi, cái đơn giản nhất là nó nghẹt, cái cao hơn nữa là vì quá trình sử dụng nó bị bào mòn. Cái thứ hai nữa là dùng những cái con ốc gió không đúng của cái xe, rồi dùng những cái cây kẽm, thậm chí là cây câm xe đạp mài nhọn đi để khoét, để nghĩ là vệ sinh nó, nhưng mà chúng ta làm hư cái lỗ côn ở trong đây, cái đáy lỗ ở đây, thành ra khi cái con vít gió này đạp vào không có tác dụng. Chúng ta quan sát kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái con lông đền bằng kim loại và một cái con lông đền bằng cao su, nó nằm gọn ở đây. Thì cái hư đường gió mà hay gặp là chúng ta thấy là cái con ốc gió này chỉnh không ép phê, mà cái lỗi là cái đường gió đi vào, rồi cái lỗ côn là đã bị hư hỏng trong quá trình sử dụng cũ, hoặc là trong quá trình vệ sinh súc rửa, là vì không có cái ý thức được rằng cái chỗ đó nó làm cái lỗ côn nó chính xác. Chúng ta dùng những cái vật nhọn cứng, những cây câm xe đạp, cây sắt, chúng ta ngoáy trong đó nghĩ là làm cho nó thông thoáng, chúng ta làm nó hư đi, chỉnh không được nữa. Thì cái đó là cái dạng hư đường gió trước tiên. Một cái dạng hư đường gió thứ nhì nữa là tôi trình bày trước cái chỗ cái phụ, tại vì nó dính tới cái mạch garanti, là cái mạch này là nó hay bị, tức là cái tần suất mà bị lỗi hư đường gió nó hay nằm vào trong cái mạch xăng garanti ở mạch ga nhỏ. Thì cái con bếp phụ này tức là cái con bếp garanti cũng là nó,
là chúng ta thấy hình dạng nó như vậy, gần như các xe là cái con bếp phụ nó cũng giống giống nhau, nhưng mà thật ra nó rất khác nhau các bạn. Nếu như là chúng ta dùng cái con bếp phụ của một cái xe khác, chầu răng thì người ta thiết kế răng, ví dụ răng thiết kế răng nó giống nhau, răng 6 ly thiết kế răng thì răng 6 ly phụ thông giống nhau, nhưng mà kích thước ở trong đây khác. Chưa nói gì tới cái lỗ lớn nhỏ ha, 35, 38, 40, 42 gì đó, cái lỗ ở trong để cho xăng lên lớn nhỏ. Rồi những cái lỗ ngang này nó cũng khác nhau. Và cái điều quan trọng nhất là hay bị hư đường gió, mà gốc gác vấn đề là hư đường xăng chứ không phải đường gió, là xài không có đúng cái con bếp phụ của nó, và dẫn tới là cái những con bếp phụ của những xe khác nhau là cái đường kính này nè. Tôi đo ở đây nó là 3 ly 45, có những xe nó sẽ thiết kế khác, 3 ly rưỡi, 3 ly 4, 3 ly 45, 3 ly 25, vân vân. Thì nếu như mà mình nó chỉ lợi cách nhau vài phần trăm thôi, trong khi nó được sản xuất rất là chính xác tới vài phần ngàn, cách nhau một phần vài trăm, và nó làm kính cái chỗ này, cái đường kính của cái đầu mà chúng ta thấy nó hơi như đầu bull, hơi như đầu cầu này á, đã làm kính bằng cái đường kính ngoài này chứ không phải đạp cái mặt này ha. Thì nếu chúng ta dùng một cái con khác, chúng ta vặn vào nó nhỏ hơn thì xăng nó đi tầm bậy tầm bạ, còn nếu nó lớn hơn thì nó phá loét cái lỗ mà ra. Rồi khi chúng ta thử cái con bét đó không vừa ý, ví dụ cái bét đang quá trình chúng ta thử mà bét này số 35 không vừa ý, chúng ta tăng lên số 38, rồi có khi chúng ta lại mua cái con bét cũng đúng xe đó, mà mua con bét chất lượng chế tạo, chất lượng sản xuất linh kiện kém, những con bét Trung Quốc giá rất là rẻ, ta bỏ vào thì lỗ lúc thì lớn, đường kính này lúc thì lớn lúc nhỏ, thì lúc thì kính lúc thì không kính trong cái lỗ, và nó phá cái lỗ. Phá lỗ thì nếu nó phá lỗ lớn ra thì sau này có bỏ một cái con bét mà chuẩn vào cũng không được, vì nó rộng rinh rồi. Thì hư đường gió là vì hư cái đường của cái con bét phụ này bắt vào này, tức là ở đây là nó hư đường xăng chứ không phải hư đường gió nữa. Còn vài phần trăm, ví dụ lớn thì không nói, nhưng mà 1-2%, ta dặn dít, ta ép ví dụ nó vô tút lút rồi, nhưng sau đó chúng ta thả một cái con bếp khác vô thì nó rộng rinh rồi. Rồi một cái đó là tôi nói hư đường gió ở trên cái mạch xăng gang ti, và hư khi mà đã phá rộng tùm lum ra trong đó như vậy thì thợ thay con bét nào vô nó cũng cứ dư hết, thì rất là bực bội, thành thử ra là coi như là phải trả bình, hoặc là cái bình nó phải bỏ. Trường hợp nữa là cái bình sau khi phục hồi á thì làm cái đường gió lệch lạc đi, thì nếu chúng ta quan sát đây là một cái bình đã xoáy rồi, thì cái dấu, tức là trong cái lòng này, trong cái lòng này ha, trong cái lòng này nó là một cái lòng máng, nó lòng máng, thì khi cục ga mà nó xuống hết á, nó vẫn còn một cái cung, tức là chúng ta thấy nó có dấu giữa cái phần gia công thịt và cái phần cũ phần mới nó rất là rõ ràng, tức là nó còn cách. Cái này là do kinh nghiệm của cái người thợ phục hồi, nó là tay nghề thợ phục hồi, nó còn cách cái mặt công này 1-2 cm gì đó. Nếu mà thả cục ga xuống hết, chúng ta nhìn vẫn thấy có một khe sáng rất là nhỏ, khe sáng đó nhỏ đủ là để là khi xuống hết thì nó tắt máy.
nó phải tắt máy, chứ còn nếu xuống hết mà không tắt máy thì chừa cái hở lớn quá. Còn nếu mà nó cũng quá luôn, nó quá luôn á, thì cái xăng nó lên, nó giật lên, nó giật lên từ cái lỗ này nè các bạn. Nó giật lên từ cái lỗ chỗ này nè. Nó giật lên kém, tức là người ta phá mất cái mặt cong rồi rồi. Giật lên kém thì ga đăng ti nó cũng rất là dở. Tức là cũng một dạng hư đường gió mà do sấy. Đó là tôi nói về cái hư đường gió ở trên cái mạch xăng ga đăng ti, mạch xăng ga nhỏ. Rồi hư đường gió trên cái mạch xăng chính nó có xảy ra không? Vẫn có xảy ra. Tức là trở lại là nãy tôi đã thuyết minh đây, đây là cái vị trí này là vị trí của cái con bếp gió, và nó đi thẳng, nó đi qua được tới bên cái hệ thống của kim đót của bên mạch xăng chánh luôn. Chúng ta có thể thấy được là tôi xỏ cái que giò này thì nó đi qua được luôn. Đó, chúng ta thấy nè. Đường gió nó thông, nhưng mà đường gió thông không có nghĩa là nó không hư, nó vẫn có thể bị hư đó. Nếu như đây là cái con bếp gió, tôi sẽ mở con bếp gió này ra. Đây là con bếp gió có rang nữa bạn đàng hoàng, và nó có số. Thì cái con bếp gió này nếu nó lạc cái số đi, chúng ta không biết cái số nó, hoặc là chúng ta chọc phá nó không đúng cái số của nó, thì đường gió này cũng sẽ không chuẩn. Còn đây là đường xăng và đây đường gió vào của cái e. Thì cái e để hỗ trợ khởi động thôi. Cái đường xăng đường gió này cũng phải chuẩn, nếu không chuẩn thì nó cũng dẫn tới là có những vấn đề về đường gió. Tóm lại thì khi mà nói một cái bình bị hư đường gió thì nó có những cái trường hợp là người thợ không xác định được do nó hư chỗ nào. Có những đường gió rất rích rắc, tức là người ta phải khoan rất nhiều. Ta thấy ở đây nó có một cái đường ở đây, người ta phải khoan ở đây qua bên mới lấy được cái đường gió này, nhưng mà sau đó người ta phải bít lại bằng một cái viên bi nè. Thì nếu nó nghẹt từ đây tới đây thì không xử lý được, phá viên bi này ra thì làm cũng rất là công phu.
mà chúng ta thấy, cũng thấy có những cái đường rất là rít rắc. Đường ở đây vào thì lại phải đi ngang. Rồi đường ở đây xuống phải né cái đường ở đây nữa, cũng phải đi thành cái chữ L, thành cái cụt nhỏ. Anh thử ra là những cái mà nghẹt trên cái đường gió đôi khi là mình hiểu nó nghẹt nhưng mà cũng không phải dễ xử lý. Rồi những cái trường hợp nặng hơn nó không nghẹt nhưng mà nó không vẫn hư, tức là mình không canh chỉnh được. Thì những cái trường hợp như tôi có trình bày sơ nét những trường hợp như vừa qua, hoặc thậm chí người xoáy lố làm cho cái đường gió của mạch gan ti nó không tốt nữa. Và một cái bình càng xoáy ra xa thì cái quả ga nó nằm càng xa cái lỗ ban đầu. Đây là cái lỗ của xăng của con bé phụ lên, tức là lỗ mạch gan ti. Chúng ta thấy đây, khi mà quả ga càng xoáy lớn ra thì cái mí của quả ga nằm ra ngoài cái lỗ này. Thì khi nó nằm càng xa cái lỗ này á, thì cái áp suất chân không mà nó tạo ra khi mà nó qua cửa hẹp á, tức là qua cửa hẹp thì vận tốc gió tăng lên thì cái áp chỗ này nó giảm, nó mới giật xăng lên. Thì nó càng xa này cái sức giật xăng lên càng yếu, thì cái bình càng xoáy lớn ra thì cái đường gió nó lại càng kém hiệu quả. Và như vậy thì những xe nào hay bị, những cái bình xăng con nào hay bị hư đường gió, những bình xăng con hay bị hư đường gió là những bình xăng con sản xuất với chất lượng kém, tức là ngay từ đầu đường gió nó cũng đã không chuẩn, tức là chạy không ngon, nó được ra này mất ra kia. Cái thứ hai nữa là những xe mà dùng những cái linh kiện tùy tiện, cho dù bình xăng con tốt mà dùng những linh kiện bét chính bét phụ, những linh kiện tùy tiện vào, nó sẽ làm hư những cái đường mà lắp vào đó, và nó ảnh hưởng tới thì những cái đường xăng đường gió. Bét gió thì xài trên cái đường gió, ở đây là những con bét phụ, những con này xài trên đường xăng, nó đã không chính xác và nó làm hư luôn cái đường, những cái vị trí mà lắp ghép ở bên trong cái bình xăng con, và nó làm cho là cái người thợ không thể canh chỉnh được cái xăng gió như ý được. Thứ nhất là bình dỏm này, như các bình Trung Quốc trôi nổi nè. Thứ hai là những cái bình có thể là tốt nhưng mà do xài linh kiện xấu, xài linh kiện kém chất lượng rồi gắn vào làm hư cái bình. Cái thứ ba nữa là những bình xăng có thể bị hư đường gió là vì do thợ phục hồi, hoặc là những cái chỗ làm là kém chất lượng, là xoáy bị lố làm cho cái đường gió nó của mạch gan ti sẽ rất khó canh. Hoặc là có những người là tự ý tháo bình xăng ra xúc rửa rồi dùng những cái que nhọn là chọc ngoáy rồi là làm cho sai lệch những cái lỗ rất chính xác trong bình xăng con, nó được chế tạo rất chính xác. Thì chúng ta dùng những cái vật cứng như cây câm hoặc là những cái cây thép ta mài nhọn để chúng ta vệ sinh nó, là cái điều đó là sai và dẫn tới hư đường gió. Thì trong trường hợp hư đường gió thì làm sao? Nếu sửa thì rất là công phu và gần như là dĩ nhiên là chế tạo ra được cả cái bình xăng thì sửa nó được, nhưng mà làm như vậy rất là vất vả. Thì trong các trường hợp thì người ta sẽ chọn phương án cuối cùng, tức là người ta thay bình xăng con mới, người ta chọn cái bình xăng con chất lượng tốt hơn người ta thay vô, chứ không có cố đeo đuổi theo để phục hồi một cái bình xăng con đã hư đường gió, thì vừa tốn kém vừa vất vả và cũng
sử dụng cũng không ngon lành lắm. Thân ái chào các bạn.